Thưa quý vị, hôm nay ngày 19 tháng 5 là ngày sinh nhật Bác Hồ, vị cha già của dân tộc, người đã để lại di sản vô giá về tư tưởng, đạo đức, phong cách cho các thế hệ mai sau. Từ khi có chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa 11 cho đến chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành một việc làm thường xuyên, liên tục. Tại trường Quốc học Huế, các thế hệ thầy và trò nhà trường luôn tự hào bởi đây là nơi Bác từng học tập thời niên thiếu. Cũng chính vì vậy mà việc học tập và làm theo Bác Hồ đã trở thành lẽ tự nhiên gần gũi như một phần tất yếu, góp phần xây dựng một môi trường giáo dục vừa hồng vừa chuyên, một thương hiệu nổi bật của ngành giáo dục tỉnh nhà. Một trong những yêu cầu cơ bản của thực hiện chỉ thị 05 đó chính là đề cao trách nhiệm nêu gương, tỉnh tự giác, học trước, làm theo trước của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên. Ngay từ đầu năm học, Đảng ủy nhà trường đã tổ chức học tập quán triệt, trong đó xác định 14 nhiệm vụ mang tính cấp bách và thường xuyên. Từ đó tập thể cán bộ đảng viên, giáo viên sẽ lựa chọn những phần việc để học tập làm theo. Việc ký cam kết đồng thời được thực hiện trong cả tổ chức đảng và tổ chuyên môn, nhân rộng và lan tỏa tinh thần học tập và làm theo Bác trong mỗi một cán bộ giáo viên nhà trường. Đối với Đảng ủy trường Quốc học thì chúng tôi quan niệm rằng là có rất là nhiều điều cần phải học từ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì vậy thì chúng tôi chắt lọc lại những cái vấn đề mà có thể áp dụng được trong cái thực tiễn giáo dục của nhà trường để tổ chức cho cán bộ giáo viên cũng như học sinh thực hiện học tập để làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong rất nhiều nội dung, phần việc làm theo Bác, vấn đề nêu gương và sự gần gũi yêu thương học sinh được Hội đồng Sư phạm nhà trường đặc biệt chú trọng. Phương pháp nêu gương, theo quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một tấm gương sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn văn. Và Bác cũng chỉ rõ, học trò tốt hay xấu là do thầy giáo, cô giáo tốt hay xấu. Còn việc thấu hiểu, yêu thương học sinh chính là chìa khóa để người thầy chạm đến những suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của mỗi học sinh. Từ đó có sự uốn nắn, điều chỉnh kịp thời hay lựa chọn những phương pháp giáo dục phù hợp với từng em. Nhớ lời dạy của Bác, nếu như không tự học thì sẽ lạc hậu, nếu như lạc hậu thì sẽ tự bị đào thải và tự đào thải mình. Thì bản thân tôi cũng như các em học sinh của các giáo viên và học sinh của trường Quốc học Huế luôn nỗ lực tự học từng ngày. Chúng tôi tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, tự học để rèn luyện các kỹ năng tiếp thu các tri thức mới và tự học để rèn luyện cái nhân cách của bản thân mình. Tôi luôn cố gắng để định hướng các em học sinh cùng tự học để mà chuẩn bị cho các em các hành trang vững chắc nhất để mai sau các em có thể tự chiếm lĩnh được tri thức và trở thành những công dân toàn cầu. Là một giáo viên thì ngoài công tác chuyên môn, ngoài nghiệp vụ sư phạm thì rất cần cái sự gần gũi, thấu hiểu, lắng nghe và yêu thương học sinh. Khi nhận lớp nào, trước hết tôi tìm hiểu hoàn cảnh của các em để từ đó tôi gần gũi với các em, thấu hiểu các em và cũng có những cái định hướng trong giáo dục nhân cách của các em. Cùng với sự nêu gương của mỗi thầy cô bằng nhiều cách thức giáo dục lồng ghép khác, nhà trường cũng đã góp phần giúp các em học sinh thẩm nhuần lời dạy của Bác để thấy được trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay. Ở trường thì cháu được học về việc nói theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không chỉ là thông qua những cái lời đề cập, những cái lời dạy của thầy cô trong các buổi học, mà chính nhà trường cũng chủ động tổ chức các buổi chuyên đề về chủ đề này cho tụi con, rồi là thông qua các buổi nói chuyện dưới cờ hoặc thông qua các phong trào được tuyên truyền chẳng hạn. Và qua đó thì tụi con nhận ra rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn sẽ luôn tấm gương sáng để chúng ta nói theo. Khi mà mình được học về người và mình được biết thêm về người thì bản thân mình cảm thấy mình rất là nhiều thiếu sót. Và con nghĩ là con vẫn phải cố gắng không những là trong học tập mà con trong cả sinh hoạt hàng ngày và cách đối nhân xử thế với bạn bè, thầy cô và tất cả những người xung quanh nữa. Chính việc xây dựng được một tập thể chuẩn mực theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần đưa trường Trung học Phổ thông chuyên Quốc học Huế xứng đáng là một trường chuyên trong thời kỳ hội nhập phát triển. Về chất lượng giáo dục toàn diện, tỷ lệ học sinh xếp loại học lực và hành kiểm hàng năm đều duy trì kết quả tốt. Số lượng học sinh thi đổ vào các trường đại học gần như tuyệt đối. Giai đoạn 2016-2020, nhà trường cũng gặt hái rất nhiều thành quả về chất lượng giáo dục mũi nhọn với trên 300 giải học sinh giỏi cấp quốc gia, 5 huy chương quốc tế cùng nhiều giải uy tín khác. Đó cũng là những nỗ lực của các thế hệ thầy và trò trường Trung học Phổ thông chuyên Quốc học hôm nay để việc tiếp ước mơ, hoài bão, xây dựng quê hương đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn của chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành từ mãi trường này đã ra đi tìm đường cứu nước.